Hello mọi người, đợi một chút để Thư chỉnh màu với lại chỉnh tên lại. Đang chỉnh. Nó đang bị lỗi. Hình phương phát. Hello bà chị. Ê, phát gọi nhầm tên chị rồi kìa. Đợi chị một chút nha mọi người, chị đang chỉnh cái app lại. Mọi người nhìn có rõ không vậy? Tại vì chị đang chỉnh sáng, nó bị hơi bị chói. Không biết nó có bị chói không. Mỹ Thảo, cảm ơn em yêu. Mọi người nhìn giùm Thư nó có bị chói không vậy? Tại vì Thư đang chỉnh cái đèn á. Được chưa nhờ? Hello cả nhà. Đi bán khô bò phải xin chứ mọi người. Xin để bán được khô bò. Mọi người có thấy nó bị đèn nó bị chói hay gì không? Nhìn giùm chị đi mấy đứa. Tuấn Kiên kìa, nhìn giùm chị đi, xem nó có bị chói đèn không? Chị đang chỉnh cái đèn á. Hiệp Nguyễn, hello bà Trùm khô bò. Hello bà Trùm khô bò đang Việt. Có bị chói không mọi người? Hay thời sáng một tí không nhỉ? Có muốn sáng lên một tí không? Này bị tối rồi. Nó bị sáng chưa? Mỹ Linh Đồng Thị, cảm ơn em Đồng Thị Mỹ Linh nha. Mi Trần. Hồi nãy cũng có một người mới vừa nói gì đó. Ủa, mẹ vừa nói vô, ủa con đi đâu mà con trang điểm với lại con mặc đồ vậy? Mẹ vừa mới hỏi vậy đó. Xong rồi cái Thư mới nói là dạ con đi bán khô bò. Cái mẹ nói chỗ mày đi bán khô bò mày làm lố vậy. Hà My Nguyễn, mai ship cho chị nha cô chủ xinh đẹp. Ok Hà My Nguyễn. À không có chói hả? Ok vậy được rồi, tại vì mắt Thư bị cận á, Thư nhìn cũng không thấy rõ. Sáng lắm chị ơi. Ok mọi người. Wow, hôm nay live stream mà 300 mấy người xem rồi. Chắc do hôm nay makeup nên là được là nhiều người xem hơn. Bạch Nguyễn xinh quá chị. Cảm ơn Bạch Nguyễn nha. Hôm nay chị live stream bán khô bò nè. Đợi chị một tí. Lâu live stream á. Ok Kha. Nhưng mà chị già rồi, chị có đi vô đó đâu. Mày kêu chị book Kinh Minh bên đó. Nhưng mà nếu mà khi nào chị đi thì chị sẽ book em. À, bạn ơi, bạn nào comment không có lịch sự là mình lóc nha. Phúc Anh đi khách hả chị hả? Trời cỏ em. 5 giây nữa chị lóc. Mai Ngọc Khánh Linh, chị ruột em mọi người ạ. Cảm ơn Linh nha. Bây giờ chị cũng nhiều người xem rồi. Bây giờ chị sẽ livestream bán khô bò. Nghe hơi mắc cười nhưng mà tại vì chị có một cái chuyện này muốn nói với mọi người. Và có những bạn bữa giờ hôm kia mới livestream thì bán rất là nhiều khô bò, xong rồi mọi người mới hỏi chị một cái câu là chị ơi sao chị bán khô bò mà chị tặng chai nước hoa như vậy thì làm sao lời được. Đó, bạn nó mới hỏi một câu như thế. Thanh Tâm Nguyễn, người cái này như vậy thì phải đẹp mới bán được khô bò chứ Tâm. Mặt chị phúc hậu quá. Mặt chị hả? Ừ đúng rồi, mặt chị là gương mặt là phúc hậu thân thiện, nhưng mà tại vì tiếc là chiều cao không có nên không thôi chắc cũng đi thi ghé đi thi hoa hậu rồi. Mimi Đoàn, hello em. Phạm Văn Chiến gọi tên em rồi đó. Hello Thảo Nguyễn. À, bị cận không có thấy đường nên thôi phải để cầm cái này mới được. Thư bị cận, Thư nhìn Thư không có thấy. Mọi người thông cảm nha. Mọi người có bị sợ bị chói quá. Rồi bây giờ vào chủ đề. Vào chủ đề nha. Cún yêu, chào cún yêu. À, hôm bữa là Thư
Thư bán khô bò mấy hôm nay rồi. Xong rồi cái mọi người mới hỏi Thư là: chị ơi, chị bán hai hộp khô bò như vậy chị có giá 420.000 thôi, thì làm sao mà chị lời được, mà chị tặng một chai nước hoa nữa. Đây nè, tức là một bán hai hộp này chị giá 420, mỗi hộp là 201, mà tại sao chị lại tặng một cái chai nước hoa như vậy như này, thì làm sao mà bên chị có lời được. Thì người ta hỏi vậy đó, thì Thư mới nói một câu là sẵn live stream ở đây Thư cũng nói với mọi người luôn là thật ra đây là một cái chiến lược của công ty, bên công ty đưa ra. Tại vì đây là một cái sản phẩm phẩm màu khô bò mới trên thị trường, mà thật sự thị trường của Việt Nam mình á, rất là nhiều nhãn hàng khô bò, rồi chưa kể những khô bò mà gia truyền, những khô bò mà nhà tự làm lên nữa, thì rất là nhiều hãng khô bò. Thì lúc mà công ty mới bên Bách Hóa Tam Kỳ á, nói với Thư là có một cái chiến lược, tại vì Thư là bên marketing và bên sale bên đó, thì bên đó công ty muốn nói là có một cái chiến lược là mời những người hot showbiz, người này người nọ vân vân gì đó, thì đưa một cái plan ra làm thuê những bạn đó để là quảng cáo trên TV, rồi quảng cáo các thứ, thì rất là cái chi phí đó là khoảng Thư nhớ không lầm là cái chi phí khoảng 2 tỷ mấy. Khi mà đưa cái plan đó cho Thư, thì khi mà Thư nhìn cái plan đó, Thư mới nói với bên công ty là như vậy nè. Thư nói bây giờ trước mắt là khoan hãy bỏ số tiền 2 tỷ mấy ra để mà làm những hình thức đó. Tại vì nếu mà mình làm bỏ ra hai số tiền 2 tỷ mấy để mà mình thuê kiểu như là những người hot, những người trong showbiz cái làm á, thì đôi khi là ok, có thể là cái thương hiệu mình nổi tiếng đó, nhưng mà người ta có đủ động lực để cho mà khách hàng tìm đến sản phẩm khô bò của mình hay không, để họ có thể thử được cái khô bò của mình hay không, thì cái đó là cái điều chưa chắc, thực sự là không ai biết được hết. Nên là Thư mới đề nghị với công ty là thôi mình hãy tặng những cái sản phẩm mà có giá trị một chút cho phía khách hàng để khuyến khích họ mua, thay vì 2 tỷ mấy đó mình làm chạy quảng cáo, mình làm các thứ các kiểu đúng không, thì bây giờ mình hãy lấy 2 tỷ mấy đó để mà mua những cái hàng, những cái đơn hàng, những cái mà mọi người thích, thì để cho khách hàng có nhúng chung những cái khuyến mãi để cho khách hàng cảm thấy là rất là kiểu như hài lòng, mà kiểu như muốn mua sản phẩm này để được quà, nó thẳng là như vậy luôn, thì đó khi đó khách hàng mới có động lực để mà tìm đến sản phẩm của mình. Thì khi đó là có trả góp hay không hả? Có mua khô bò trả góp cho trả góp luôn á. Hương Mát xin quá cơ, cảm ơn chị Hương Mát nha. Hà Mimon ngon quá chị yêu. Mimon ơi, chị sẽ ship qua cho em inbox chị giờ địa chỉ đi, chị quên mất. Để chị ship qua cho em cái khô bò này em ăn thử nha. Em cũng thắc mắc vấn đề như chị nói, mà giờ chị nói rồi, đúng rồi, rất là nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chai dầu thơm này, một chai dầu thơm giá trị như vậy, mà tại sao mua hai hộp khô bò mà lại tặng chai dầu thơm này, thì nhiều người thắc mắc lắm, nhiều người hỏi lắm, bạn bè xung quanh đều hỏi là tại sao như vậy. Thì đó là chiến lược của công ty chấp nhận lỗ để làm gì, để khuyến khích khách hàng tìm đến sản phẩm khô bò của mình, thử sản phẩm khô bò của mình. Đây là động lực, nói chung là động lực để khách hàng tìm đến sản phẩm của mình để thử. Tại vì họ khi mà họ mua một cái đơn hàng hai hộp như thế này để mà được tặng một chai dầu thơm, thì chắc chắn rằng là khách hàng không có lỗ, mà khách hàng chỉ có lời thôi. Thanh Thảo, ok em, để chị nhắn địa chỉ đi, chị ship cho em. Thì làm khách hàng chỉ có lời thôi chứ không có lỗ, nên là công ty chấp nhận bỏ ra cái khoản tiền 2 tỷ mấy đó để không PE gì cả, không làm gì cả, mà để chị chạy đến mua những cái sản phẩm này để cho tặng cho khách hàng, để khách hàng thử thôi. Mai Trang ơi, địa chỉ cho em. Ok Mai Trang, em inbox chị đi rồi chị sẽ gửi địa chỉ cho gửi khô bò cho em, inbox địa chỉ đi. Kiên đẹp trai ở Bắc Giang cũng muốn ăn thử. Ok Kiên, em nhắn đi nha. Thỏ trứng đợt a em ăn rồi, thì những bạn ăn rồi thì có một số bạn cũng muốn làm cộng tác viên và lấy sỉ, thì cái chiến lược đó thì chắc là bên chị là chưa có thực hiện chiến lược, mà cái đầu tiên đó chính là muốn khô bò này tiếp cận đến khách hàng để mà khách hàng thử cái khô bò của mình,
Tại vì công ty là muốn đi một cái chiều hướng lâu dài, kiểu như là xuất khẩu này, hoặc là cái thương hiệu của khô bò của mình đến với những cái siêu thị. Tại vì đây là một cái thương hiệu mới, Bách Hóa Tam Kỳ là một cái thương hiệu mới, nên là khi công ty muốn sản phẩm của mình không chỉ khô bò, sau này có cả chả giò, chả các thứ, nhiều lắm, nhiều nhiều thứ lắm, thực phẩm thì sẽ đến như siêu thị hoặc là xuất qua nước ngoài. Đó là cái mục đích mà của công ty muốn muốn bên marketing là bên Thư là để làm được. Thì Thư là một người mà kiểu mình, Thư thực sự mà nói Thư không có rành về marketing, Thư cũng không biết nhiều đâu, nhưng mà Thư là bên sale hoặc là những cái review những cái sản phẩm đó thì Thư trước giờ Thư cũng đã trải nghiệm thử và để chia sẻ cùng với mọi người rất là nhiều rồi, nên là Thư cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này. Thì khi mà Thư chọn quyết định mình marketing là khô bò này á, thì Thư đã cũng thử qua, Thư thấy ok, giá cả hợp lý và quan trọng là công nghệ rồi. À, một điều nữa là có giấy bảo, giấy kiểm tra thực phẩm, có tất cả luôn, nên là mọi người rất là yên tâm. Võ Ngọc Trà My, em mua 4 hũ được tặng, đúng rồi, nếu mà em cứ tính hai hộp này sẽ được một tặng chai nước hoa này thì các bạn nam cũng có thể mua được. Các bạn mua hai hộp, các bạn nhậu đi thì các bạn sẽ có một chai nước hoa tặng gia đình, tặng mẹ, tặng người yêu gì đó đó, mình tặng những người mà phụ nữ xung quanh mình, mà nước hoa này là cho nó trước là cho nữ nha. Mùi cũng ngọt. Andy Nguyễn, à, xịt nước hoa này không thể nào lên ranh cao thủ được, xịt nước hoa này chỉ lên ranh thách đấu thôi chứ không lên ranh cao thủ đâu. Còn muốn top gì nữa thì kiếm thỏ trứng. Còn chương trình tặng không? À, bên mình là còn chương trình tặng đến ngày đến hết tháng 3 luôn. Đó, đang chạy chương trình nên là bữa giờ là khách đặt cũng rất là nhiều. Khi các bạn mua hai hộp khô bò này nè, là mỗi hộp trị giá là 201 thì hai hộp là 420, thì các bạn sẽ được tặng chai nước hoa này. Bên công ty cũng có những cái sản phẩm đây, những cái hộp nhỏ hơn chỉ giá 100.000, chỉ giá 130.000, có đủ size cho mọi người chọn. Nhưng mà Thư vẫn khuyến cáo mọi người là mua cái mua hộp to này để mình được cái lợi nhất là chính là hộp nước hoa này đó, là chai nước hoa này. Bây giờ Thư sẽ mở chai nước hoa ra cho mọi người xem nha. Mọi người ơi, tại vì comment rất là nhiều á nên là Thư chưa đọc được, mọi người đợi một chút nha. Tại vì Thư đang nói về cái vấn đề này, Thư đang mở cái chai nước hoa này. Cái này là chỉ là cái thư bên ấy, và thân khi mà mọi người thấy cái hộp này rất là quen này đó, một cái chai nước hoa mà Thư mở ra bên trong rất là đẹp luôn. Tùng Ngô, hello Tùng, đây Thư sẽ mở cái chai nước hoa cho mọi người xem, rất là xinh luôn á này, mọi người không, mọi người ai sử dụng qua cái nước hoa này rồi thì cũng là biết là mùi của nó rồi mà nha, đúng không? Thì đây là cái chai nước hoa mà bên Thư tặng, chai này đấy, Good Girl của hàng của Mỹ nè, có tên Thư xem nha, có code nè, đấy có trang web của nó. Thư thì Thư chưa dùng mùi này bao giờ hết, hôm nay là Thư được bên công ty gửi sang thì Thư có ấy. Thảo Nguyễn, lấy em hai hộp nha. Ok, Xuân Thảo, Thảo Nguyễn, mọi người lấy thì inbox cho chị nha, tại vì hiện giờ chị đang live stream á nên là chị không có, hoặc là mọi người có thể vào cái trang Bách Hóa Tam Kỳ, Thư có tag tên ở cái Facebook á, mọi người add cái Facebook đó dùm Thư và mọi người nhắn ở bên đó cũng được, hoặc là nhắn ở trên đây cũng được, thì mọi người có thể nhắn hai một, nhưng mà nhắn một bên nào một bên thôi, nhắn hai bên là Thư dễ bị nhầm đơn lắm. Thư không có, chưa có tuyển sĩ hay là cộng tác viên, nhưng mà sau này Thư sẽ tuyển sĩ và cộng tác viên, yên tâm đi, cái vấn đề đó là chắc chắn rồi, tại vì mình làm số lượng, mình làm lớn ấy, thì mình cũng phải cần những cái bạn hỗ trợ mình. Nguyễn Đức Việt, chào em Thảo Nguyễn, ok. Đây mọi người nè, Thư cho mọi người xem lại hai hộp khô bò này, thì mọi người được tặng chai nước hoa này nè, nước hoa đẹp đây nè, cái hộp ở ngoài như là hình đôi giày của chị em gái, rất là xinh luôn đó, xinh và rất là sang, mọi người nhìn nha. Đó, mọi người thấy chưa, hôm nay mới rảnh để live stream buổi tối, chứ bình thường live buổi trưa không à, hôm nay live buổi tối thì cũng nhiều bạn tương tác, được nhiều người xem, cũng nhiều tương tác hơn, mốt rút kinh nghiệm sẽ live buổi tối, không live buổi trưa nữa.
Ê, để bây giờ trả lời comment mọi người nha. Mọi người thấy không? Nè, tôi có thể để một dàn hộp khô bò đằng sau luôn. Mọi người thấy chưa? Nhiều người thả tim quá. Đó chính bởi vì vậy là tại sao mà Thư live stream cái buổi ngày hôm nay để Thư nói về cái vấn đề là tại sao là mua hai hộp bô bò 420.000 mà được tặng nước hoa, chai nước hoa xịn sò như vậy. Thì đó là lý do là tại sao là như vậy đó, bởi vì công ty là đang muốn chạy mạnh về cái sản phẩm này, cái khô bò sợi này đến với người tiêu dùng, nên là chấp nhận lỗ với cả khuyến khích mọi người đến thử sản phẩm này của mình á. Nên là công ty đang ấy, mọi người cứ ăn thử đi. Kim Anh, chị Thư xinh quá, cảm ơn Kim Anh nha. Chị đang xa, like xa quá. Hôm nay makeup hơi ấy một chút ngồi livestream, tại vì kiểu muốn xuất hiện trước mặt mọi người cho xinh một tí để mọi người chú ý hơn, để mọi người có thể mua khô bò của mình ấy. Lâu lắm Nguyễn Lê Khắc Hoàng đi, để coi cho em. Lê Khắc Hoàng, đúng rồi, hồi trước chị mở La Mo đó, nhưng mà sau rồi chị nghỉ rồi. Hằng Nguyễn, có dùng sản phẩm giảm cân gì không? Có, chị dùng trước đây, chị dùng rất là nhiều sản phẩm giảm cân em. Chị có chia sẻ trên Facebook của chị khá là nhiều đó, tại vì chị dùng rất là nhiều loại thì nên là chị có chia sẻ đó. Em cứ theo dõi những cái bài cũ là có. Nhiều comment quá nên là Thảo Nguyễn lấy em hai hộp nha. Ok Thảo. Xuân Thảo, em inbox chị rồi. Ok em, chị sẽ trả lời. Nhưng mà nếu mà mọi người được, mọi người cũng có thể inbox ở bên cái trang Facebook Bách Hóa Tam Kỳ á, thì là sẽ có trả lời nhanh hơn. Còn hiện tại là Thư đang live stream nên là Thư cũng không trả lời được mọi người á. Yoko Trâm Nguyễn, hello, chào chị Yoko Trâm Nguyễn. Nguyễn Thùy Trang, hai hộp khô bò là 420.000 nha em. Hai hộp 420.000 thì sẽ được tặng một chai dầu thơm. Cái chai dầu thơm này á, là giá vốn là 800.000. Thì khi mà chấp nhận là lỗ rồi đó. Thì nhưng mà được cái là mọi người, còn một vấn đề đặc biệt nữa là như nè. Khi mà mọi người nhận hàng, mọi người sẽ thấy là bên Thư sẽ tặng thêm cho mọi người khô gà nữa. Hồi hôm qua hôm kia ship quá trời đơn luôn. Xong rồi khách nhắn lại: "Chị ơi, em đâu có mua khô gà đâu, sao chị ship khô gà cho em nữa vậy?" Cái Thư mới nói là không, cái này chị không có tính tiền, đơn của em vẫn là 420, em vẫn được tặng chai dầu thơm, và bên công ty chị là muốn cho em thử cái khô gà của bên chị, nên bên chị là chấp nhận tặng khô một cái hộp khô gà nhỏ nhỏ xíu vậy nè. Đó, như cỡ hộp này nè là khô gà tặng luôn cho khách. Thì khách bất ngờ lắm, khách nói: "Trời ơi, sao bên công ty chị chơi lớn quá vậy, em mua chỉ có 420.000 thôi mà sao vừa tặng dầu thơm rồi vừa tặng khô gà các kiểu luôn." Nên là nhận xong bất ngờ lắm, nhiều người nhắn tin là hỏi, có những người không biết lúc đầu họ trách là: "Ơ tại sao đâu có mua khô gà đâu mà tính tiền ship khô gà." Cái mình mới nói trên cái bill là không có tính tiền, vẫn 420 mỗi hộp 201 thôi, nhưng mà khô gà là tặng nè, dầu thơm là tặng nè, tất cả đều tặng hết. Thì để chủ yếu là mình muốn đẩy cái tên tuổi của Bách Hóa Tam Kỳ lên, mình muốn cái sản phẩm của mình để mọi người biết nhiều hơn, chứ thật ra là không có gọi là bán hàng phi lợi nhuận đó, mà gọi là có thể hơi lỗ, vì đây là đợt hàng mà kiểu như muốn cho mọi người biết đến sản phẩm nên là chấp nhận như thế luôn. Trần Mỹ Linh, chị bán khô bò nha, chị bên marketing khô bò nè. Thật ra cũng không bán nữa, bởi vì không bán thì có công ty bán rồi, có nhân viên bán, nhưng mà vẫn làm marketing bên này với làm bên sale. Thì đây là một cái công ty mới mà chị có gọi là cổ phần rồi, có đầu tư một chút để mà làm cho vui. Đây nè, hai hộp khô bò thì mọi người sẽ được tặng một chai nước hoa. Một nước hoa này, đây để bỏ cái này vào. Cái chai nước hoa này rất là đẹp đúng không? Nè. Đây, hai hộp khô bò sẽ tặng được một hộp khô gà nhỏ và cả một chai nước hoa này.
có những người là được tặng hai hộp luôn, nói chung là tùy á, tùy khi mà bên ship đóng hàng á. Đây Khắc Hoàng, đây mọi người nhìn thấy không, đây là sản phẩm được tặng và đây là sản phẩm khi các bạn mua, mà nhớ là phải mua hai hộp lớn này nha, chứ mua hai hộp nhỏ thì vẫn là giá đó. Ừ đúng rồi Trần Thị Mỹ Linh ơi, đúng rồi, được tặng quà này, xong rồi được tặng khô bò, khô gà, được tặng nhiều lắm. Mọi người có thấy không? Đó, đây là sản phẩm được tặng. Ui dồi, mỗi lần cái camera nó cao quá nên mà Trần Đức Kiên với lại Thỏ Trứng nha. Mọi người ai đặt gì thì cứ nhắn tin qua inbox cho Thư hoặc là qua bên Bách Hóa Tam Kỳ đó, nhắn tin. Nếu mà qua bên Bách Hóa Tam Kỳ thì nhanh hơn, tại vì Bách Hóa Tam Kỳ luôn có nhân viên check tin nhắn. Hộp lớn, hộp nhỏ giá thế nào hả chị? Hộp lớn này giá 201, nó nặng là 250g. Còn đây, hộp nhỏ hơn thì chỉ 100 ngàn thôi, và 100g. Và cái hộp vừa là 130 ngàn, là 150g, có 3 size. Nhưng mà hiện tại là công ty chị đang có chương trình mua hộp hai hộp lớn tặng quà. Còn mua hộp nhỏ thì mình không có tặng quà. Đây là ba cái size của bên công ty Bách Hóa Tâm Kỳ. Ui, lên lật ra. Mọi người biết sao không? Bữa giờ nổ đơn nhiều đến nỗi mà làm cái hàng lớn này không kịp luôn á. Bữa giờ cứ làm nổ đơn liên tục nên là không kịp ship như mọi người. Hôm nay mới về đợt mới, mới làm ra đợt mới. Trần Thị Mỹ Linh, em hai hộp lớn. Ok, chị cảm ơn Mỹ Linh. Mỹ Linh inbox cho chị số điện thoại và địa chỉ nha. Có hai hình thức thanh toán, chuyển khoản và ship code. Ở COD thì mọi người muốn thanh toán hình thức nào cũng được hết. Dương Minh Nhật, hello em. Mấy giờ ta? Bây giờ là 9:30. Ui, ngồi xong ngồi một tí mỏi lưng quá mọi người ơi. Chắc là do lớn tuổi rồi á. Ngồi một chút không có chỗ dựa là lưng bắt đầu thấy đau rồi. Em chuyển khoản trước cho chị cũng được. Ok, em chuyển khoản trước cũng được. Mạc Phúc, mua hai hộp được tặng gì vậy chị? Mua hai hộp sẽ được tặng một chai nước hoa Good Girl này nè em. Đây, một chai nước hoa Good Girl và cả khô gà nữa. Bên chị là bây giờ là tặng cả khô gà nữa, là tại vì muốn mọi người dùng thử cả khô bò lẫn khô gà. Đang có chương trình chạy khuyến mãi cho mọi người rất là cao luôn á. Đặng Thị Thu Thùy, inbox cho bà rồi. Ok bạn yêu, để lát nữa Thư sẽ nói nhân viên check nha. Chà Trần, đúng rồi em. Mọi người hỏi là tại sao lấy tên Tam Kỳ, bởi vì sao? Bởi vì đây là nơi sản xuất là xã Đức Tân, huyện Mua Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Và cái khô bò này á là nguồn gốc xuất xứ là từ Quảng Ngãi, ở Tam Kỳ, nên là có cái tên như vậy. Nên là cái vị khô bò ăn mọi người sẽ thích, tại vì sẽ không bị quá mặn như kiểu ở miền Nam, và kiểu không, nó không biết diễn tả sao nữa. Nó tại vì cái nơi sản xuất á là đã nghiên cứu được cái vị của khô bò rồi thì làm cái vị trung hòa, các bạn miền Bắc hay là miền Trung, miền Nam ăn thì cũng kiểu hợp với mình ấy. Chai nước hoa giá bao nhiêu Thảo Bóng? Chai nước hoa này trên thị trường có rất là nhiều giá, nhưng mà khi mà sale bên chị á, bên chị mua được cái giá sale tốt ở bên Mỹ thì cái giá vốn bên chị mua là 800 ngàn cái chai này rồi. Là, nhưng mà 800 ngàn là mua sale á nha, chứ mà mua chính hãng luôn á thì là chắc là giá là đắt hơn. Nhưng mà theo chị biết là giá này ở ngoài thị trường là 2 triệu mấy. Đặng Thị Thu Thủy, đúng rồi, khô bò Quảng Nam ngon lắm, đúng rồi bạn. Nên chính vì vậy là khô bò của mình cũng rất là ngon luôn á. Để quên, cứ chờ ngoài có cái điện thoại ở đây. Trần Vân Anh, giá bao nhiêu Thư ơi? Hộp khô bò lớn này giá 201, mua hai hộp khô bò này 420 thì sẽ được tặng chai nước hoa.
mọi người inbox cho Thư, có thể là Thư trả lời hơi chậm tại vì Thư đang like á. Mọi người có thể inbox cho Facebook hoặc Pay nha. Vũ Trang ăn khô bò có tăng ký không chị? Không hề em nhé, em thấy ăn khô bò càng ngày càng đẹp đó. Ăn khô bò thật sự càng ngày càng đẹp luôn đó. Thế live stream bán hàng khô bò mà xuất sắc không? Live stream có đầu tư. Em Huỳnh Thị Tuyết Nhung, cảm ơn Huỳnh Thị Tuyết Nhung nha. Em hai hộp, ok. Em nhắn giùm chị, inbox giùm chị số điện thoại và cả địa chỉ ở Facebook chị hoặc là ở trên cái page, cái Facebook Bảo, bên Facebook Tâm Kỳ á, Bách Hóa Tâm Kỳ nha em. Trâm Anh hai hộp lớn, ok bạn Trâm Anh, bạn có thể inbox cho Facebook Thư hoặc là cho Bách Hóa Tâm Kỳ. Thì nhớ, mọi người nhớ chỉ inbox một nơi thôi, bởi vì mọi người inbox hai nơi là sẽ bị nhầm á, sẽ bị nhầm và gửi hai lần ấy. Nguyên Phan xinh quá chị, chị cảm ơn bé. Ôi chị mong xinh được như bé, bé, bé thôi. Lê Khắc Hoàng, chị Thư inbox rồi, chị Thư check tin nhắn giờ của em. Ok, Lê Khắc Hoàng, 188 hộp bao nhiêu gram vậy chị? Hộp lớn, hộp đang chương trình khuyến mãi. Thư tập trung nói về cái hộp lớn này nha, tại vì cái hộp này đang chương trình khuyến mãi và có rất nhiều là quà, giống như là vòng phối ơi, hôm nay chị mới nghe bạn nhân viên của chị nói là chết rồi, chị ơi chị vòng phối có khi nào chị giận em không, tại vì là ship khô bò lâu quá mà chưa, chị vòng phối chưa nhận được. Nhân viên chị có nói như vậy, chị mới nói là không sao em, để chị nói cho, tại vì cái đơn hàng của em á là các bạn quên, các bạn chưa có bỏ cái chai nước hoa vào, các bạn cho các bạn, chị có nói là bạn của chị Thư gửi cho chị đó nhiều quà một chút, thì các bạn đó có gửi là dưỡng da tay gì đó chị không nhớ, xong rồi 4 hộp khô gà luôn, nhưng mà quên bỏ chai nước hoa này, xong chị mới gọi cho bên kêu nhân viên gọi cho bên chuyển hàng dừng cái đơn lại, khoan phát đi để cho chị đem cái chai nước hoa này chị gửi cho em, nên là em thông cảm nha, biết thèm lắm á. Tội nghiệp, thèm khô bò mà chưa đợi hoài chưa thấy ship gì hết. Huỳnh Thị Tuyết Nhung, ok chị. Huỳnh Thị Tuyết Nhung ơi, cái nãy em nãy ai hỏi gì ta? À, 188 hộp 250 gram, giá trị là 210.000, khi mà các bạn mua hai hộp là 420.000 thì các bạn sẽ được tặng chai nước hoa trị giá 800.000, là cái giá mình mua đó. Còn cái giá mà ở ngoài bán thì đắt hơn á. Cái chai nước hoa này các bạn có thể tặng cho gia đình không, bạn bè, nhưng mà là thường là con gái tặng cho mẹ nè, tặng cho chị nè, hay là các anh có thể, các bạn trai có thể mua tặng cho người yêu á. Các bạn trai mà mua hả là khô bò thì nhậu nhá, khô bò mở ra rắc chanh lên ăn rất là ngon, xong rồi cái nước hoa này á là tặng cho người yêu, trời ơi nó tình cảm dạt dào gì đâu á. Thảo Nguyễn, check, chị check inbox em nha. Ok Thảo Nguyễn ơi, để chị check. Em mắc ăn lắm rồi. Em nghe nói có quà em đợi em dành. Đợi giùm chị nha, thương quá, lần sau chị sẽ bù đắp sớm hơn. Tại vì cái quà, cái nước hoa này nè, chị cũng nói rồi. Huyền Lê, thank you em yêu. Mình Tiết Nhung, em có inbox Bách Hóa Tam Kỳ rồi nè. Ok, cảm ơn bạn Tiết Nhung nhiều nha. Thì mọi người nhớ dùm Thư là inbox, một là Facebook Thư, hai là Bách Hóa Tam Kỳ. Tại vì Facebook Thư thì Thư đang like, Thư không check được tin nhắn, thì Thư sẽ check trễ hơn. Còn Bách Hóa Tâm Kỳ thì vì hiện tại là đang có người, có bạn nhân viên đang trực tin nhắn đó, mọi người có thể inbox Bách Hóa Tâm Kỳ nhanh hơn. Chương trình này Thư sẽ làm cho đến chắc là hết tháng 3, nhưng mà nếu mà có hiệu quả tốt chắc là Thư sẽ duy trì, hoặc là Thư sẽ đổi một món quà khác cho mọi người, tại vì Thư thật sự là muốn đẩy mạnh cái thương hiệu của mình, Thư muốn đẩy mạnh cái sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng, đến với mọi người cứ thử. Tại vì thực sự bây giờ mà nói là khô bò cạnh tranh khá là nhiều ở trên thị trường Việt Nam. Như các bạn biết thì ở siêu thị cũng có, ở bất cứ tiệm tạp hóa nào cũng có. Các bạn có thể chạy xuống nhà hay là đi ra khỏi nhà có thể mua. Thì vậy thì tại sao các bạn lại
mua một món khô bò ở trên mạng và các bạn phải đợi chờ, thì đương nhiên cái tâm lý mình, cả Thư là tâm lý người tiêu dùng, thì Thư sẽ nói vậy chi cho mất công vậy, đúng không? Thì chính vì cái điều đó, tâm lý đó mà Thư muốn tặng quà cho các bạn, Thư muốn gửi đến những món quà, Thư để cho các bạn có một cái động lực để các bạn chờ đợi hơn một chút và các bạn tìm đến Bách Hóa Tam Kỳ và tìm đến Thư. Đó là cái mục đích mà bên Thư muốn kiểu như là muốn làm cho mọi người đó. Mọi người ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Nãy giờ live được 30 phút rồi. Nói nhiều hơi cũng hơi mệt mệt. Nói liên tục luôn á. Để một chút nữa. Nguyễn Thị Hằng, hello em. Hello em Nguyễn Thị Hằng. Em quên Nguyễn Hằng thôi chứ Nguyễn Thị Hằng. Chị xinh quá, em mê quá. Cảm ơn em. Em mê chị như là chị mê em không? Hồi trước giờ bán quần áo, bán kem dưỡng da, bán các thứ luôn, toàn là bán cho phụ nữ không à, bán cho chị em chúng mình không à. Nhưng mà thật sự lần này là bán khô bò là thật sự là các anh cũng có thể mua được, các bạn nam cũng có thể mua được. Để thử lần này xem là có các bạn nam có ai, các đấng nam nhi có ai ủng hộ mình không. Mà thật sự Facebook của Thư là toàn chị em phụ nữ, không ít có Facebook con trai lắm. Nên là không biết nữa, nhưng mà chắc là bán cho các bạn nữ nhiều. Nên là đợt này cũng ưu tiên là tặng chai nước hoa là cho các bạn nữ. Lần sau chắc tập trung bán quà cho các bạn nam, chẳng hạn như mua hai khô bò được tặng thùng bia, để đề xuất thử với công ty như thế nào. Nếu mà mua hai khô bò mà tặng thùng bia chắc mọi người sướng lắm nhờ. Nguyễn Thị Hằng, cho em hai hộp lớn, ok. Em inbox cho chị hoặc là trang Facebook Bách Hóa Tam Kỳ nha. Thì inbox địa chỉ và số điện thoại. Xong rồi mai thì chị sẽ lên đơn, chị ship cho. Chắc hôm nay không lên đơn nổi, vì hôm nay trễ rồi. Ngày mai mới lên đơn được. Ciara, xinh quá. Cảm ơn em nha. Lúc nào cũng khen chị hết á. Nãy bây giờ không biết có sót comment của mọi người không, tại vì hồi nãy lo nói quá. Lê Huỳnh Như này, nãy giờ nhiều bạn đặt mua, nhưng mà tại vì Thư lo nói quá, Thư không để ý mọi người. Phan Trinh, em hai hộp lớn. Ok Phan Trinh, cảm ơn em. Em đã để số điện thoại rồi. Có gì chịu khó inbox cho chị địa chỉ với, hoặc không thể chị chủ động chị liên hệ chị hỏi địa chỉ cũng được. Nguyễn Thị Minh Ngọc mới inbox cho chị hỏi là hai khô bò có thể có tặng quà không. Đúng rồi em, hai hộp khô bò lớn trị giá 420 thì mọi người sẽ được tặng chai nước hoa này. Ngoài ra thì mọi người sẽ được tặng thêm hộp khô gà nhỏ nữa, tại vì cũng là sản phẩm bên chị muốn. Nói chung là mọi người chỉ 420 ra thôi, mọi người sẽ thử được hai món ăn và một được tặng một chai nước hoa. Nên là bên chị đang khuyến khích mọi người mua để sử dụng sản phẩm của mình. Lê Huỳnh Như, em inbox gì rồi á? Cảm ơn em. Ủa em vẫn còn xem chị hả? Nãy giờ cái tin nhắn của em trôi trên chị lướt lên, chị tưởng là em không còn xem nữa, nên là chị không biết vẫn còn xem. Cảm ơn em nhiều nha. Viết fan phí ship tỉnh bao nhiêu giờ mà chị? Phí ship tỉnh cái này chắc khoảng tầm, nếu mà tại vì có chai bình thường thì sức rất rẻ, bởi vì hai hộp chỉ có nửa ký thôi, nhưng mà vì có chai nước hoa và nó hơi nặng thì chắc nó khoảng tầm 40.000 đổ lại thôi đó. Bên chị thì không có chính sách là phí ship, tại vì rẻ lắm rồi, được tặng nước hoa, được tặng các thứ rồi, lỗ lắm rồi mà bây giờ phí ship nữa thôi, chắc là không gỡ lại được gì luôn. Thỏ trứng, đúng rồi em, vậy mình mua 4 hộp tức là mình sẽ được hai nước hoa. Chị cứ tính gì đó, cứ hai hộp khô gà là tặng một chai nước hoa, 4 hộp khô gà, có lẫn 4 hộp khô bò sẽ được tặng hai chai nước hoa, thì 6 hộp khô bò này sẽ được tặng 3 chai nước hoa. Giờ mua 6 hộp khô bò được 3 chai nước hoa là tặng cho người yêu thứ nhất, người yêu thứ hai, người yêu thứ ba của em luôn cũng được đó. Để mở nhạc nghe đi, để nhẹ nhẹ nghe đi.
Ali like được 30 phút rồi. Mọi người có còn muốn mua khô bò nữa không? Nếu mà thôi thì Thư tắt nha, mọi người cứ xem lại. Những ai mà xem lại like á, thì xem lại xong rồi có gì inbox cho Thư. Thì thứ nhất là Thư muốn nói lại lần nữa là chương trình này sẽ kéo dài đến hết tháng 3. Thứ hai là cứ mua hai hộp khô bò trị giá 420 sẽ được tặng một chai nước hoa rất là to xịn sò này, và cả một hộp khô gà để mọi người ăn thử nữa. Mình không lấy nước hoa được thêm một lọ khô bò nữa không? Cái này để hỏi lại, tại vì cái này là chính sách công ty là hai hộp khô bò được tặng chai nước hoa như vậy. Nếu mà không lấy thì để Thư hỏi lại, chứ Thư cũng không biết nữa. Để Thư inbox cho bạn inbox cho bên Bách Hóa Tam Kỳ rồi mà đúng không? Hồi chiều Thư có thấy. Nhưng mà bạn là khách quen của Thư mà, thì chắc là để Thư nói cho bên đó thì chắc là ok đó. Nhưng mà đây là trường hợp đặc biệt nha. Chứ nếu để coi coi comment nào nữa ta. Ok, chốt đơn rồi nha. Trời, Thư muốn bán hàng giống như ở trên mà mấy cái Facebook chuyên bán hàng á, kiểu như nè, cầm hộp khô bò kêu chốt đơn cái gì đó, Quang Ngọc Phan chốt đơn, Thảo Nguyễn chốt đơn, Thỏ Trứng chốt đơn, kiểu vậy đó. Vui luôn, mỗi lần mà xem livestream vậy rất là vui luôn, mà không biết mình không có kỹ năng đó. Vậy mình lấy hai lớn không lấy nước hoa, ủa là sao? Vậy mình lấy hai lớn không lấy nước hoa là bạn lấy hai hộp lớn, bạn sẽ được tặng thêm một hộp lớn nữa, chứ không phải là bạn lấy hai hộp lớn mà sẽ được tặng thêm hai hộp lớn nữa đâu. Việt Phan, một hộp lớn bao nhiêu gam vậy chị? Một hộp lớn là 250 gram nha em, hai hộp là nửa ký đó, hai hộp nửa ký là 420, sẽ được tặng một chai nước hoa và tặng thêm khô gà nữa. Quang Ngọc Phan ơi, bạn có thể nhắn tin. Ừ đúng rồi, vậy là chốt đó. Vậy là hai hộp lớn xong rồi sẽ tặng cho bạn thêm một hộp nữa là ba đó. Ok, duy nhất một mình bạn thôi nha. Vậy thì bây giờ xin chào mọi người nha. Tin inbox cũng nhiều nè. Chắc là bây giờ Thư cũng kết thúc live. Xong rồi có gì thì mình sẽ inbox riêng nha. Nước hoa bao nhiêu lít và hàng ở đâu? Nước hoa của Mỹ em ơi. Nguyễn Thị Minh Ngọc, nước hoa của Mỹ nè. Đây nè, có này nọ nè. Mọi người có thể ấy. Bây giờ Thư xin tắt like nha. Mọi người có gì inbox cho Thư hoặc là Bách Hóa Tam Kỳ. Cảm ơn mọi người đã nãy giờ đã theo dõi bên livestream của Thư. Cảm ơn rất là nhiều luôn á. Xin chào.